Xin chào thầy và các bạn. Ngày hôm nay kỹ sư điện công nghiệp tương lai sẽ thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ số 1: khai báo trên MATLAB, tạo tín hiệu đặt ISP trong MATLAB ở 4 trường hợp. Nhiệm vụ số 2 là đánh giá các kết quả nhận được từ các trường hợp. Với đề bài là bộ điều khiển R với có hệ số KP là 3/16 và KI bằng 1/16. Chúng ta có thể thấy được đây là bộ điều khiển PI, không có thông số KD, hệ số KD. Và chúng ta có G3 là khối chấp hành, có phương trình là 4/6S bình phương cộng 5S cộng 1. Thì trong trường hợp số 1, tín hiệu đặt sẽ là bằng 10 và chúng được chuyển đến bộ điều khiển PID qua bộ G3 chấp hành. Và chúng ta hãy cùng xem mô phỏng. Trước khi mà vào thì ở đây nó xuất hiện có viewing hai warning, tức là phát hiện hai cảnh báo hai lỗi. Thì đọc những chữ này thì nó chính là cái port 1 của một cái gì đấy, tức là cái khối này mình đã không kết nối chân cho nó. Còn lại tức là tất cả đều đã ổn. Và chúng ta hãy cùng xem đồ thị. Thì trong khoảng thời gian từ 0 đến 10 giây thì hệ chưa ổn định được, phải mất khoảng 10 giây thì và dao động 2 lần thì hệ mới bắt đầu đi vào ổn định. Thì nói chung là đây là một, có thể đánh giá đây là một hệ điều khiển khá là tốt theo thời gian dài. Và tiếp theo, trong trường hợp số 2, biến y đầu vào, tín hiệu đặt đầu vào sẽ được theo phương trình 10 cộng 2T. Thì ở đây sẽ có và tăng dần theo thời gian. Thì mình có đặt một khối clock ở đây. Thì ở đây cái phương trình này nó sẽ được, T ở đây nó sẽ được thay bằng U. Vì vậy chúng ta sẽ có 10 cộng với cả 2 sao U, tức là 10 cộng 2 nhân U. Chúng ta hãy cùng xem tín hiệu. Chúng ta có thể thấy ở đây trong suốt thời gian 90 giây thì hệ này nó sẽ có sự sai số và không thể nhập vào nhau và có một cái sai số rất nhỏ vài phần trăm được. Thì có thể đánh giá được hệ này là hệ chưa được tốt lắm và không đạt được yêu cầu điều khiển. Tiếp theo trường hợp số 3 là tín hiệu đặt là 2 sin của 2π nhân t. Ở đây thì mình có thay π bằng 3,14. Như chúng ta có thể thấy ở trên hình thì hệ này là cực kỳ không ổn định. Chúng ta sẽ xét thêm trường hợp thứ tư. Đó chính là tín hiệu đặt là 10 cộng 2T, nhưng ở đây nó sẽ giới hạn trong giải từ 2 đến 10. Thì đây mình có đặt một khối saturation và đặt giới hạn trên và dưới từ 0 đến 20. Chúng ta sẽ cùng xem tín hiệu điều khiển. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 20 và 0 đến 25 thì hệ, đây là khoảng thời gian mà hệ cần để có thể chạy ổn định và xác lập được. Nhìn chung thì sau khoảng thời gian từ giây thứ 25 trở đi thì hai cái đồ thị của cái phương trình và biến nó khớp với nhau, thì có thể đánh giá đây là một hệ chạy rất là tốt và chắc là sẽ có sai số rất nhỏ thôi. Để có thể khai báo được hệ số của KI và KP và KI thì chúng ta chỉ cần ấn vào khối PID, sau đó nhập số liệu vào đây, thế là xong. Đây KP bằng 3/16, KI bằng 1/16. Để có thể gọi ra khối chấp hành như thế này thì chúng ta sẽ dùng lệnh FCN. Chúng ta sẽ dùng một khối tên là 1/S. Nó sẽ ở đây.
chúng ta sẽ dùng khối này. Và để viết cái phương trình đó, mình sẽ thị phạm luôn. Không phải khối này. Khối 1 trên S cộng 1 các bạn nhé. Thì number of cái chữ tiếng Anh này thì nó chính là tự số. Ở kia là 4 thì mình sẽ thay số 4 vào thôi. Ok. Tiếp theo phần giấy mẫu. Để có thể nhập được phương trình bình phương như thế này thì chúng ta sẽ ấn vào đây và nhìn vào cái cột thứ hai dưới cái cột số mà chúng ta vừa làm. Thì ở đây nó sẽ quy định là số đầu tiên sẽ là đi với cái, mình có thể gọi là gì nhỉ, đi với cái bậc cao nhất, và con số tiếp theo nó sẽ đi với bậc tiếp theo. Ví dụ mình thử nhập. Khi mà nó hiện ra như thế này, tức là các bạn sẽ phải kéo rộng nó ra. Thì đây mình sẽ giải thích chi tiết. Thì cái số đầu tiên nó sẽ là số của là hệ số của bậc cao nhất, và tiếp theo là của hệ số cao nhất trừ đi 1, tức là hệ số thứ hai, cao thứ hai. Thì đây mình đều đặt là 1 hết này, thì nó sẽ là 1 nhân S mũ 3. Đây mình sẽ thử thay thay 5 vào cái đầu tiên này nhé. Thì sẽ là 5S mũ 3 đúng không? Đó. Thì để viết được cái phương trình này thì chúng ta đơn giản là điền các dãy số, các hệ số của S vào thôi. 6X bình 6 cách 5 1. Đó, rất là dễ. Còn để gọi cái khối này ra thì chúng ta sẽ dùng lệnh FNC, FCN. Và nó sẽ có ra một hàm FU này, các bạn hãy kéo rộng nó ra. Bây giờ thì nếu muốn phương trình nào thì chúng ta chỉ cần nhập vào đây thôi. Ví dụ mình có một phương trình là sin của 2pi đi. 2pt. Sin của 2pt. Pi thì mình sẽ thay bằng 3,14. Đó. Thì mình sẽ có phương trình như thế này. Ví dụ như vậy. Bạn có thể nhập phương trình bậc nhất hoặc là phương trình gì đó vào cũng được. Thì đó là lệnh FNC để gọi ra cái này. Còn để gọi ra khối này thì sẽ là chọn khối 1 trên S cộng 1. Ok. Như vậy là mình đã hoàn thành hai nhiệm vụ khai báo với MATLAB, tạo tín hiệu đặt ISP trong MATLAB cho các trường hợp, 4 trường hợp này. Nhiệm vụ số 2 cũng đã hoàn thành là đánh giá các kết quả từ các trường hợp nhận được. Bây giờ mình kết thúc ở đây.